Tô Đại có tha cho Huệ Vương trong việc tiếp tay cho Thuận An trốn thuế hay không? Vào ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Trước đó, nhiều nguồn thạo tin khẳng định ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Group, một sân sau của phe Nghệ An, đã bị bắt giữ. Mới nhất, việc Tập đoàn Thuận An trốn thuế cũng đã được công bố. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin về mức lợi nhuận siêu thấp của Tập đoàn Thuận An. Báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 4 đưa tin như sau. Tập đoàn Thuận An lớn nhanh nhưng lợi nhuận nhiều năm ở mức buồn. Bản tin cho biết dù trúng thầu nhiều dự án nhưng tình hình kết quả kinh doanh của Thuận An không quá tích cực. Theo dữ liệu của Báo Tuổi Trẻ, trong giai đoạn từ 2017 cho đến năm 2019, doanh thu của Thuận An ở mức 250-300 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng. Một số chuyên gia lợi nhuận trên là đáng buồn, không tương xứng với quy mô vốn của công ty này. Việc các doanh nghiệp sân sau của các doanh nghiệp quan chức cấp cao đột nhiên lớn nhanh như thánh gióng, nhưng đóng thuế ở mức hết sức khiêm tốn là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, tin tức về vụ bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An gây xôn xao và chấn động dư luận. Vì trước đó đã lan truyền tin rằng Thuận An Group, tập đoàn xứ Nghệ lớn nhanh như thổi, trúng thầu nhiều dự án giống Phúc Sơn đã bị sở. Hơn nữa, vấn đề kiểm toán và quản lý nguồn thu ngân sách của Bộ Tài chính lâu nay do phe Nghệ An kiểm soát và quản lý. Do đó, trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ là cựu tổng kiểm toán nhà nước và là Bộ trưởng Bộ Tài chính là không thể bỏ qua. Liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Duy Hưng, truyền thông nhà nước cho hay từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vẻn vẹn có 3,9 tỷ đồng trong 10 năm, Thuận An đã lớn nhanh như thổi, vốn điều lệ tăng gấp 200 lần. Tập đoàn này liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn nhỏ khắp nơi trong cả nước với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận của Thuận An thu về chỉ lẹt đẹt ở mức 100 triệu đồng. Nhà báo Hà Phan và phóng viên nội chính Thạo Cung Đình tiết lộ, xét về quy mô, gói thầu và độ phủ, tập đoàn Thuận An của ông Hưng vừa bị các công an bắt khủng hơn tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo rất nhiều. Thuận An trúng thầu từ Bắc vào miền Nam và miền Trung, trải dài khắp 11 tỉnh, thành phố với 28 gói thầu không xác định địa điểm cụ thể. Tính sơ sơ, tổng giá trị các gói thầu là khoảng 22,6 ngàn tỷ đồng. Trong số này có hơn 8,2 ngàn tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Thật bất ngờ, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Thuận An đã trúng các gói thầu khủng là hơn 3.584 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm. Tờ báo Hà Nội Mới cũng đề cập đến sự bất thường trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thuận An khi đưa ra nhận xét. Thuận An doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận trăm triệu. Đó là những câu chuyện khó hiểu và đầy nghịch lý, mang tiềm ẩn rất nhiều dấu hiệu bất an xảy ra tập đoàn Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Dù thành lập từ năm 2004, nhưng phải đến năm 2019, tập đoàn Thuận An mới bắt đầu có những dấu hiệu trong ngành hạ tầng cơ sở xây dựng. Từ sau quãng thời gian này, mỗi năm, Thuận An đều đặn ghi tên mình trong các liên doanh trúng những gói thầu lớn với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Vẫn theo báo Hà Nội Mới, tổng giá trị các gói trúng thầu của công ty Thuận An là 22.612 tỷ đồng. Trong số này có hơn 8.272 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Dữ liệu cũng cho thấy tổng giá trị trúng thầu độc lập chỉ hơn 144 tỷ đồng, còn lại đa phần Thuận An tham gia dưới hình thức liên doanh. Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ. Theo giới phân tích, mức lợi nhuận đã đề cập trên của tập đoàn Thuận An là rất đáng nghi vấn. Tác giả Hà Phan đánh giá, đáng ngạc nhiên hơn tới cuối năm 2021, Thuận An mới tăng vốn lên 800 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không thấy công bố. Ngỡ ngàng hơn nhưng không bất ngờ nữa, những con số này đến giờ mới được phơi ra. Dư luận xã hội nhắc lại, ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò là Thủ tướng Chính phủ đã từng đưa ra cảnh báo lãnh đạo có người không những có một sân trước mà có từ 4 đến 5 sân sau, thậm chí 14 đến 15 sân sau. Điều chớ trêu hơn liên quan đến việc cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mất chức vào năm 2023. Theo giới thạo tin, trong cuộc họp Bộ Chính trị cuối năm 2022,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người đã nhiều lần nhắc nhở ông Bảy Phúc như sau. Anh Phúc còn chờ gì nữa mà không chủ động xin từ chức? Xin nhắc lại, lâu nay công luận cho rằng ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước có rất nhiều sai phạm, rất lớn và khủng khiếp. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tô Lâm có tha cho Huệ Vương trong việc tiếp tay cho Thuận An trốn thuế hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao Huệ Vương sẽ mất chức nhanh hơn cả Võ Văn Thưởng? Chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tới mức độ khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ, đã có những đồn đoán cho rằng một trụ thứ hai trong tứ trụ sẽ bị trảm tiếp, có khả năng đó là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng. Truyền thông nhà nước chiều tối ngày 15 tháng 4 đồng loạt đưa tin bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt cùng vụ án C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan C03 cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bao gồm ông Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban. Cả hai bị can đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thảo bị điều tra thêm về tội nhận hối lộ. Được biết, Tập đoàn Thuận An thành lập từ năm 2004 với vốn điều lệ tính đến tháng 8 năm 2020 là 300 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên doanh, Thuận An liên tục đạt được nhiều gói thầu xây dựng, bao gồm cả những gói thầu quy mô lớn trị giá hàng trăm tỷ đồng. Theo giới quan sát, Thuận An Group, tập đoàn sân sau của phe Nghệ An, lớn nhanh như thổi và trúng thầu rất nhiều dự án, tương tự tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo, vốn là nguyên nhân dẫn đến việc ông Võ Văn Thưởng phải mất chức bất ngờ. Vụ bắt Nguyễn Duy Hưng đã xác nhận tin đồn trước đó, khi mạng xã hội cho rằng khả năng ông Huệ mất chức Chủ tịch Quốc hội đến nay chỉ còn tính bằng ngày. Thậm chí có dư luận cho rằng việc ông Huệ mất chức sẽ còn nhanh hơn ông Thưởng và bộ máy tứ trụ quyền lực cao nhất trong vòng vài ngày tới sẽ chỉ còn lại có hai trụ mà thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Việc Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Hưng đã làm mạng xã hội một lần nữa nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng sau ông Hưng sẽ là Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Vương Đình Huệ. Như vậy có khả năng ông Huệ sẽ lên thớt. Công luận thắc mắc, những người bị bắt trong vụ án này đều dính tội đưa hối lộ. Nhưng họ đưa hối lộ cho ai thì cho đến nay Bộ Công an vẫn đang giấu kín. Chưa gọi tên người đã nhận hối lộ. Nhưng song với tin đồn đúng về việc ông Hưng bị bắt là tin đồn trợ lý của ông Huệ là Phạm Thái Hà đã bị C03 mời đi làm việc liên quan đến việc nhận hối lộ tới 2.000 tỷ đồng trong các dự án tuyến cao tốc và làm công trình ven biển thì cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, việc để ông Hà có quyền ký tá hay đề nghị của Quốc hội để nhận được hối lộ với số tiền lớn như vậy là một điều hết sức khó hiểu. Mới đây, một nguồn tin khả tín từ Hà Nội tiết lộ với tờ Thời báo chấm đê nói rằng ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Vương Đình Huệ, trở về thì Trung Quốc đã bị câu lưu khi xuống sân bay Nội Bài. Sau khi Bộ Công an câu lưu để hỏi một số vấn đề, ông Hà đã được thả ra và đã đi làm. Còn ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị câu lưu trước ông Hà từ hôm 8 tháng 4 đến nay vẫn chưa được trở về. Mạng xã hội còn chia sẻ các hình ảnh được cho là điểm gở khi một cái cây trước nhà ông Huệ đột nhiên bị gãy. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
nhân vật hiện nay siêu quyền lực. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị Bộ trưởng Tô Lâm hạ bệ nhanh chóng, chỉ trong vòng có 17 ngày. Điều này đã khiến cho phe Nghệ Tĩnh của ông Trùm Vương Đình Huệ ăn không ngon, ngủ không yên, bởi đích nhắm tiếp theo của ông Tô Lâm là Huệ Vương. Theo giới thạo tin, vụ bắt giữ Phạm Thái Hà được cho là tương tự vụ bắt Đặng Trung Hoành. Nhà báo kinh tế Bastian khi đề cập đến tâm sinh lý của kẻ cướp hợp pháp đã biết rằng khi mà việc cướp bóc đã trở thành lối sống thường ngày của một nhóm người trong xã hội, với thời gian nhóm người này sẽ tạo ra một hệ thống pháp luật để cho phép họ ăn cướp và tạo ra một luân lý để vinh danh kẻ cướp bóc của họ. Rõ ràng điều này đang diễn ra trong hệ thống chính trị độc đảng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Huệ Vương sẽ mất chức nhanh hơn Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.